Đây, anh em đang cài đặt cho chú Tái đây. Đấy. Đấy, chú còn để kỷ niệm cho một cái cây xanh nhá. Cây si quên, không chuyên chơi. Mua về cho ông già nha. Đấy, cho các bác thưởng thức nhá. Đấy. Tùng nghe chưa nguyên bản hết. Nhưng mà chú còn là cây, chú trồng ở đây. Còn nhìn đây thì nó không thấy gốc. Và chú còn là cây con. Đấy, chú Tái đây, phòng độ không? Chú năm nay bao tuổi rồi? 70 rồi. Đấy, còn phòng độ lắm. Làm sao thầy buổi bọn cháu bây giờ phải bằng người chú này mới. Đấy, vườn cây của chú đây. Đấy, hơi nắng tí. Ngắm cho anh em thưởng thức nhé. Ổi nè. Rất là nhiều cây nhé. Cây tứ quý này, xanh rất là đẹp nhé. Ơi, đang chuyển cho chú đây, để gốc cây chuyển cho nó gần wifi. Đây là bên chuyển đổi nha chú. Đây đang chuyển máy cho chú đây. Hai con máy này để đây cho nó gần wifi. Wifi thì nó hơi xa tí. Đây cây chanh quê, chanh hạt này, rất hiếm các bác nhé. Đấy, khó tìm nhé. Rất nhiều quả nhé. Cây hoa hồng này. Lần sau đi tao si bút đỏ của nó. Rất là đẹp. Đây máy đang ấy cho chú nhá. Vâng, em quay qua loa ngồi uống nước nói chuyện với chú tí.